Công thành xin chào quý vị khán giả của Người Việt TV đến với bản tin trong ngày. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Sally yes nói rằng nếu không phải là Tổng thống thì ông Trump sẽ bị truy tố. Mỹ nghi ngờ Trung Quốc trong đàm phán quy tắc ứng xử Biển Đông. Giải bóng tròn ngoại hạng Anh lần đầu tiên sẽ có một đội hơn 90 điểm nhưng không thể vô địch. Thưa quý vị, một tờ báo chuyên về chính trị ở Washington DC là The Hill vừa dẫn lời cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bà Sally Yates nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ bị truy tố về tội cản trở công lý nếu ông không phải là Tổng thống. Bà Yates nói với đài truyền hình NBC rằng tôi làm công tố viên trong gần 30 năm và tôi có thể nói cho bạn biết rằng tôi từng truy tố nhiều vụ tương tự với ít bằng chứng hơn thế này rất nhiều. Bản báo cáo dài 448 trang của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller từng đưa người dân Mỹ vào trong căn phòng ở Tòa Bạch Ốc, nơi ông Trump bày tỏ sự sợ hãi rằng cuộc điều tra sẽ chấm dứt chức vụ của ông và có hành động sai khiến cho những người chung quanh của ông Trump phải cản trở cuộc điều tra về Ủy ban tranh cử của ông và sự can dự của Nga năm 2016. Cuối cùng, ông Mueller đi đến kết luận rằng những người thân cận của Tổng thống Trump đã cứu ông Trump không bị hại bởi những đòi hỏi sai trái của ông. Đó là vì họ đã từ chối không thi hành các lệnh có thể vượt lằn ranh pháp lý để trở thành cản trở công lý. Thưa quý vị, trong khi đó thì một viên chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nghi ngờ những mưu tính của Trung Quốc khi tìm cách lái cuộc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC theo ý của Bắc Kinh. Ông Randall Shriver, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng đặt trách vụ an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ, thúc dục 10 thành viên các nước ASEAN tiếp tục theo đuổi đàm phán một bộ quy tắc ứng xử (COC) có ràng buộc pháp lý đối với hành động của các nước liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông. Theo ông, phải có một bộ COC ràng buộc như thế mới phù hợp với các luật lệ và thông lệ quốc tế hiện hành. Ông Shriver nói với báo chí trước khi ông gặp thứ trưởng quốc phòng Malaysia Liu Chin Tong và một số các viên chức an ninh khác của Malaysia rằng Chúng tôi có một số nghi ngờ về động cơ của Trung Quốc. Washington đã nhiều lần cho chiến hạm đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của những đảo hoặc đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, chồng lấn với các quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia và Malaysia. Tất cả các đảo và đảo nhân tạo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đều đã được trang bị tối tân và trấn giữ những căn cứ khổng lồ trên biển. Ông Schreiber đưa ra các bình luận chỉ hai ngày sau khi Bắc Kinh phô trương chiến hạm Liêu Ninh và một loại khu trục hạm mới đóng của Trung Quốc trong số hơn 30 chiếc gồm cả tàu ngầm, bên cạnh gần 40 chiếc máy bay, biểu diễn ngoài khơi thành phố Thanh Đảo đánh dấu 70 năm hải quân Trung Quốc. Thưa quý vị, trong khi đó thì có một bản tin liên quan đến thể thao ở Anh Quốc. Ngày hôm qua thì đội Manchester City vừa thắng Burnley 1-0, chiếm lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. Hiện nay thì hai đội Manchester City và Liverpool đều có trên 90 điểm và đang so kè quyết liệt cho chức vô địch. Manchester City 92 điểm và Liverpool 91 điểm. Trong lịch sử giải bóng tròn ngoại hạng Anh thì chỉ có 7 đội kết thúc mùa giải với số điểm lớn hơn 90 và tất cả đều lên ngồi vô địch. Nhưng mùa giải này với sự xuất sắc của cả hai đội Manchester City và Liverpool thì lần đầu tiên sẽ có một đội có số điểm hơn 90 nhưng không thể vô địch. Cuối tuần qua thì trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool đã cũng chính thức nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 của PFA do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh Quốc bình chọn. Sau 14 năm kể từ mùa giải 2004-2005, thì ngoại hạng Anh mới có một hậu vệ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Tuần tới thì Liverpool sẽ gặp Barcelona ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu Champions League. Những người yêu thích thể thao đang chờ đợi một cuộc đối đầu giữa một đội có hàng tủ xuất sắc do Virgil van Dijk dẫn đầu đỏ sức với hàng công xuất sắc của barcelona do leo messi dẫn dắt thưa quý vị thông tin thể thao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin trong ngày ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi công thành xứng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau